hiện đang vào mùa cá trích ở vùng biển Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Theo chia sẻ của bà con ngư dân, thời điểm này cá trích theo luồng vào gần bờ khoảng từ 6 đến 7 hải lý, nên chỉ sau vài giờ ra biển quăng lưới là các đò, thúng, thuyền có thể quay về mang theo đầy ắp cá trích. Do đánh bắt gần bờ và bán ngay sau vài giờ nên cá tươi ngon, thương lái tranh nhau thu mua. Cũng nhờ đó, sau khi trừ chi phí, mỗi ngày ngư dân có thu nhập vài trăm đến vài triệu đồng. Theo ngư dân Long Hải, đến khoảng tháng 10 dương lịch là thời điểm cá trích lớn hơn nên doanh nghiệp thu mua để xuất khẩu. Giá cá trích vì thế cũng cao hơn, dao động từ 16 đến 20.000 đồng một kg.